Mình bằng tuổi ổng già má ổng. Kỳ vậy quý vị. Chút nữa quý vị coi có phải không nha. Dạ. Và đặc biệt luôn có kiều nữ là hài. Tại sao tôi đóng hài, tôi đóng vai má nó không bằng Nam Thư đóng vai con. Mà không? Tại sao chị đóng hài lâu hơn Nam Thư mà chị không được phong danh hiệu kiều nữ? Không có phải là kiều nữ. Mà em cũng đừng có nói chị. Bản thân em cũng đóng vai ba của Nam Thư không nha. Chứ là Nam Thư là đóng vai con bị người ta kiều nữ, người ta đẹp, giò người ta dài. Còn chị đóng vai ác nữ. Ác nữ không mà quý vị ơi. Không biết tại sao nữa, chắc cũng do ăn ở. Dạ. Dạ. Và quan trọng là hôm nay có vận động viên cấp quốc gia. Người ta đi thi đấu thế giới, người ta thi đấu châu Á, người ta thi đấu quốc gia và đem huy chương vàng về cục cục cục. Còn hai đứa tụi em bơi bơi tại huyện nào đó, xã nào đó, cũng giống như Đại Nghĩa hôm qua chơi boxing ở trong một cái trường mầm non thôi, chứ không cũng đứng cấp 1, cấp 2 nữa. Nói chung là tụi em có chơi thể thao mà cái cấp gì đó chứ phải cấp quốc gia. Cho nên hôm nay quý vị sẽ gặp được ba nhân vật đặc biệt, vừa đẹp mà vừa có tài. Anh đứng giữa luôn. Rồi chị Hương. Ủa chị đón cái gì vậy? Ủa sao chị em mình bị ra rìa vậy chị? Đây là ông xã em. Gì? Hả? Bố nói đi, phải không? Trước tiên thì xin phép cho Đăng Trường được gửi lời chào tới ban tổ chức cũng như tất cả khán giả các bạn đang xem chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Đây là cơ duyên của trong nghề là Việt Hương là mẹ nhỏ, còn Thanh sao Thảo mẹ lớn là Thanh Thảo. Đúng rồi, mẹ lớn là Thanh Thảo. Tại vì Đăng Trường đó quý vị là chưa có gia đình, cho nên là đi đâu là được Thanh hồi Thảo. Hồi đó chưa có gia đình. Dạ hồi đó nha. Chưa gia đình thì tụi em Thanh Thảo và Việt Hương là hai đứa hay chăm sóc cho Đăng Trường nhất, cho nên được đề cử là mẹ lớn và mẹ nhỏ. Nhưng mà mẹ nhỏ cho thôi chứ không có được gì trơn á. Bây giờ nè thì Đăng Trường đã xem cái chương trình này rồi. Đăng Trường biết là Cơ Hội Đổi Đời là đổi cho một cuộc đời rất khó khăn. Thì Đăng Trường có chịu nắng chịu gió như thế này để vượt qua những thử thách rất khó của chúng tôi đem tiền về không? Thì Đăng Trường đã xem qua ra rồi thì Đăng Trường nghĩ rằng là mình cần phải tập trung nhiều hơn nữa, mong làm sao là mình làm sao rút ngắn được thời gian thì số tiền mới giữ được nhiều hơn. Dạ. Để mà trao tặng. Yên tâm khán giả Đà Lạt ơi, nếu Đăng Trường làm không được có chạy tới phụ không? Sẵn sàng. Cảm ơn quý vị. Em nữ không?